Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương phần lớn tăng mạnh trong phiên ngày 10 tháng 10, khi thị trường phục hồi bất chấp những áp lực từ căng thẳng chính trị tại Trung Đông. Chốt phiên, chỉ số Nikkei 2 năm của Nhật Bản bật mạnh 2,43%, dẫn đầu mức tăng trong khu vực khi thị trường quay trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,84%. Trong phiên trước, thị trường này đã trải qua một ngày giao dịch rút ngắn chỉ còn 2 giờ do cảnh báo bão. Tại Australia, chỉ số S&P ASX 200 tăng hơn 1%, nối dài mức tăng của phiên đầu tuần và vượt lên trên mốc 7.000 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đảo chiều với mức giảm 0,26%. Thị trường Trung Quốc đại lục cũng nằm trong vùng tiêu cực với chỉ số Shanghai hạ 0,7%. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 7 năm 2023, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,389 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, so với cuối năm 2022, tiền gửi của dân cư đã tăng gần 524.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 8,93%. Còn so với tháng 6, số dư tháng 7 đã vượt kỷ lục của tháng 6 khi tăng thêm 6.707 tỷ đồng. Trong chiều ngược lại, tính đến hết tháng 7 năm 2023, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 5,909 triệu tỷ đồng, giảm gần 44.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Như vậy, lượng tiền gửi của dân cư từng tháng liên tục cao hơn so với tháng trước. Diễn biến này được duy trì trong suốt một năm qua, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động liên tục giảm. Dữ liệu về tiền gửi của người dân đổ vào hệ thống ngân hàng cao kỷ lục cho thấy các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, vàng dường như không còn quá hấp dẫn với các nhà đầu tư. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9, tín dụng đã tăng khoảng 6,9% so với cuối năm ngoái. Để có thể tiếp tục đẩy mạnh nhu cầu vay vốn, nhiều ngân hàng đã đưa ra các chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho sản xuất kinh doanh. Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước, thông qua 4 đợt giảm lãi suất trong năm nay, các ngân hàng thương mại đã cam kết tổng tiền lãi suất được giảm khoảng 22.000 tỷ đồng. Mức lãi giảm cho cả các khoản vay mới và cũ. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, giúp tăng trưởng kinh tế. Nhiều cơ chế chính sách, thủ tục được ban hành để tạo điều kiện thông thoáng hơn, giúp người dân có thể vay và trả nợ một cách tiện lợi. Để đạt được mức tăng trưởng tín dụng, mục tiêu là khoảng 14%, thì từ nay đến cuối năm vẫn còn khoảng 900.000 tỷ đồng cần được cho vay ra. Nhưng để nguồn vốn được khơi thông, bên cạnh việc giảm lãi suất, vẫn cần những giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tìm đầu ra cho doanh nghiệp. Và để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 25 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Chính sách này đã được duy trì nhiều năm kể từ khi đại dịch COVID-19. Số tiền thuê đất được miễn giảm của năm nay dự kiến là 3.500 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng được giảm tiền thuê đất của năm 2023 là tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền hàng năm. So với mọi năm, đối tượng năm nay thu hẹp hơn khi không áp dụng cho trường hợp thuê mặt nước. Tổng cục Thuế cho biết đã ban hành công điện số 08 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện việc giảm tiền thuê đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, email gửi doanh nghiệp, đăng trên trang thông tin của Cục Thuế để người nộp thuế nắm bắt nhanh nhất. Cơ quan thuế cũng sẵn sàng nhận và thẩm định hồ sơ trong 30 ngày để ban hành quyết định giảm cho các đối tượng được giảm. Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 9, 67 nhà cung cấp nước ngoài, trong đó có Meta, Facebook, Google, TikTok, Microsoft, eBay đã đăng ký khai nộp thuế hơn 5.800 tỷ đồng qua Cổng Thông tin Điện tử. Từ tháng 3 năm 2022, Cổng Thông tin Điện tử vận hành đã giúp nhà cung cấp nước ngoài có thể trực tiếp khai nộp thuế trực tuyến. Trong năm ngoái, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp thuế gần 3.500 tỷ đồng, gồm 1.850 tỷ đồng khai nộp trực tiếp qua Cổng Thông tin Điện tử và gần 1.630 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay. Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục rà soát và đôn đốc những nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký thuế và phối hợp với các đơn vị khác nâng cấp Cổng Thông tin Điện tử. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng cho biết, tính đến ngày 18 tháng 9 đã có 350 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin của hơn 191.000 tổ chức, cá nhân, kinh doanh trên sàn với tổng giá trị giao dịch là khoảng 44.500 tỷ đồng. Việc 103 nhà hàng tại Việt Nam được lựa chọn nằm trong danh sách Michelin trao giải hồi tháng 6 vừa qua. Trong đó có 29 cơ sở ăn uống nhận giải thưởng Beef Gourmand, danh sách yêu thích do thẩm định viên đề xuất, bao gồm các món ăn chất lượng với giá cả phải chăng, phần nào giúp thúc đẩy sản phẩm du lịch ẩm thực của Việt Nam trở nên đáng chú ý hơn trong mắt du khách nước ngoài. Theo một số chuyên gia, danh sách này chưa hoàn toàn phản ánh được hết bức tranh phong phú và độc đáo của ngành ẩm thực Việt Nam, nhưng qua đó sẽ góp phần nâng tầm ẩm thực Việt Nam trên bản đồ du lịch ẩm thực thế giới.
Nộm đu đủ lim tá lả phố cổ, cá bống đục biển Cô Tô chiên giòn, lẩu cháo cua chim câu. Đây đều là những món ăn gần gũi, mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam. Với tên gọi nghe giản dị và đời thường, nhưng chính sự gần gũi này lại là điểm độc đáo giúp cho nhà hàng này giành được danh hiệu Bếp Gourmand do Michelin trao tặng. Và cũng chính sự gần gũi này là yếu tố thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến với nhà hàng. Tôi đặc biệt yêu các món lẩu ở nhà hàng này. Nó mang đặc trưng hương vị truyền thống Việt Nam, rất ngon. Đồng thời tôi yêu không khí ở đây mang lại, có gì đó rất hoài niệm giữa phố xá hiện đại. Sau sự kiện này thì 1946 có lượng khách hàng gia tăng đáng kể và lượng khách hàng tương tác với fanpage cũng như là gọi đến hotline để tìm hiểu về ẩm thực Việt cũng như là đặt bạt trước rất là nhiều. Có những khách hàng đã đặt bạt trước kể cả vài tháng và chúng tôi xem đây là những tín hiệu rất là tích cực. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một cú hích để cho thương hiệu 1946 phát triển mạnh mẽ và có cơ hội mở rộng kinh doanh hơn trong tương lai. Trong đợt đánh giá hồi tháng 6 vừa qua, có 12 nhà hàng tại Hà Nội được giải Bếp Gourmand. Nhà hàng này là một trong số đó. Theo ghi nhận thực tế tại nhà hàng, sự kiện nhận được giải thưởng của Michelin thực sự là một thành tựu đáng tự hào, giúp cho thương hiệu được biết đến nhiều hơn, qua đó giành được nhiều sự quan tâm của khách hàng trong nước và quốc tế. Thì chúng tôi coi đây là thành quả của sự nỗ lực tâm huyết. Chúng tôi ý thức rằng đây là một trong những trọng trách rất là lớn của thương hiệu với sứ mệnh tôn vinh ẩm thực Việt. 1946 sẽ luôn nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để trở thành điểm đến du lịch ẩm thực truyền thống số 1 tại Hà Nội. Và để làm được điều đó thì 1946 sẽ luôn đầu tư chú trọng vào nghiên cứu sáng tạo, đồng thời lồng ghép hài hòa giữa ẩm thực truyền thống với các ý tưởng đương đại, kết hợp với các xu hướng mới mang tính toàn cầu để khách hàng nội địa và khách hàng quốc tế luôn luôn có những trải nghiệm thú vị, độc đáo. Sự kiện nhiều nhà hàng, cơ sở ẩm thực của Việt Nam đạt được những giải thưởng của Michelin trong thời gian vừa qua không chỉ là tiền đề để nâng tầm thương hiệu cho văn hóa ẩm thực Việt Nam hướng tới quốc tế, mà còn mang đến tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, giúp tăng cường sự nhận diện cho du khách quốc tế về ẩm thực Việt và góp phần thúc đẩy du lịch ẩm thực. Du lịch là một cái ngành kinh tế, chúng tôi gọi là thượng tầng và sử dụng tất cả những giá trị khác của trong nền kinh tế Việt Nam, trong đó có cả văn hóa để trở thành cái sản phẩm của mình. Việc mà văn hóa ẩm thực chúng ta đưa lên cũng sẽ giúp góp phần cho du lịch có thể thu hút và kéo khách du lịch đến Việt Nam, góp phần cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Philip Kohler là một nhà kinh tế và về marketing rất là đã khuyên chúng ta Việt Nam phải trở thành bếp ăn của thế giới. Và chúng tôi tin chắc rằng với việc trở thành bếp ăn của thế giới, du lịch Việt Nam cũng sẽ thu hút được khách đến Việt Nam đông hơn và cạnh tranh tốt hơn trên thị trường du lịch quốc tế hiện nay. Theo các chuyên gia, vai trò của ngành ẩm thực trong phát triển du lịch của Việt Nam là rất quan trọng bởi nó là một trong những yếu tố tạo thành nét văn hóa riêng, đặc sắc của mỗi quốc gia. Từ đó tạo nên sức hấp dẫn, níu chân du khách ở lại dài ngày, kích thích chi tiêu và đóng góp vào nguồn thu cho ngành kinh tế dịch vụ. Vâng, không chỉ có các nhà hàng mà nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Việt Nam cũng đã được Michelin vinh danh và đề xuất, trở thành những gợi ý và điểm đến lý tưởng của du khách nước ngoài khi tới Việt Nam. Các chuyên gia Michelin Guide chọn ra 9 khách sạn, resort nổi bật tại Việt Nam dựa trên tiêu chí về phong cách và dấu ấn riêng của từng khu nghỉ. Các khu nghỉ dưỡng hẻo lánh của Việt Nam nằm trên những bãi biển cát trắng mịn và những hòn đảo nhỏ hoang sơ. Giống như các địa điểm lịch sử, đây cũng là những địa điểm không thể bỏ qua đối với du khách quốc tế. Danh sách của Michelin bao gồm Zania Hotel Bãi San Hô Phú Yên, Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Amanoi Ninh Thuận, Azerai Kegabay Bình Thuận, Mia Resort Nha Trang Khánh Hòa, Pilgrimage Village Boutique Resort Thừa Thiên Huế, Six Sense Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu, The Island Lodge Tiền Giang và The Mist Đồng Khởi Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 2575 về số lượng và phương thức phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2023. Theo quyết định trên, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường mã HS1701 phân giao năm 2023 theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn. Việc phân giao lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 thực hiện theo phương thức đấu giá quy định tại thông tư số 11/2022 của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá trên cơ sở trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính. Thưa quý vị, nhu cầu thị trường lớn nên giá sầu riêng liên tục tăng cao là điều dễ hiểu. Các thương lái tranh mua, ai trả giá cao hơn sẽ mua được hàng, dẫn đến việc nông dân hủy hợp đồng với doanh nghiệp thu mua, khiến chuỗi liên kết bị đứt gãy.
khi đó doanh nghiệp ôm lỗ, còn nông dân sẽ chịu thiệt hại vào những năm sau. Hàng năm, thương lái thường đến tận vườn sầu riêng trước thời điểm thu hoạch từ 2 đến 3 tháng và chốt giá sớm. Trong khi đó, những doanh nghiệp có sự liên kết ngay từ đầu với nông dân, hợp tác xã lại đến rất muộn. Do vậy, nông dân cảm thấy không yên tâm và thường đổ xô đi bán cho thương lái. Theo các doanh nghiệp, khi ký kết hợp đồng với nước xuất khẩu, phải tuân thủ nhiều yếu tố, trong đó sản lượng phải đủ lớn, đặc biệt là chất lượng phải đảm bảo. Do vậy, không thu mua theo quy trình với nông dân sẽ rất mất thời gian. Nếu nông dân lựa chọn thương lái là kênh mua bán chính, rủi ro là khó tránh khỏi bởi những biến động của thị trường, nông dân sẽ không lường hết được. Do vậy, để việc liên kết tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng bền vững, các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng cần chuyển từ quan hệ thuận mua vừa bán sang quan hệ hợp tác, tạo niềm tin bằng cách phối hợp với các hợp tác xã từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu mua, bao tiêu sản phẩm. Những người chăn nuôi kỳ vọng qua tháng ăn chay, tháng 7 âm lịch, rằm Trung Thu, thị trường sẽ khởi sắc, nhưng thực tế giá heo hơi lại giảm sâu. Hiện giá heo hơi cả nước đang xoay quanh từ mức 50 đến 53.000 đồng 1 kg, giảm từ 1 đến 2.000 đồng so với đầu tuần và giảm đến 5.000 đồng so với bình quân của tháng trước. Thị trường xuất hiện nhiều heo quá lứa với giá thấp do người chăn nuôi trữ lại chờ tăng giá, nhưng thị trường không tăng như phán đoán. Ngoài ra còn có lượng heo nhỏ xuất chuồng sớm để phòng dịch bệnh kéo dài, mặt bằng giá giảm. Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chính khiến giá heo hơi giảm sâu và kéo dài là do nhu cầu thị trường thấp, sức mua chưa hồi phục. Giữa bối cảnh sức mua yếu thì nguồn cung thịt heo vẫn dồi dào, chủ yếu đến từ nguồn của các công ty chăn nuôi có quy mô lớn, trong khi người chăn nuôi nhỏ lẻ đang dần bỏ nghề vì không thể chịu nổi giá bán thấp kéo dài. Tại tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Nhân dân xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà cho biết, do xảy ra tình trạng sốc nước nên hơn 50 tấn cá vược nuôi lồng bè của gần 60 hộ dân trên địa bàn bị chết, nổi trắng mặt nước, thiệt hại rất nặng nề. Do cá chết đột ngột, số lượng nhiều nên chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống khu vực nuôi để hỗ trợ bà con trục vớt, vận chuyển lên bờ, đồng thời phát loa thông báo nhờ mọi người giúp đỡ bà con tiêu thụ nhằm giảm bớt thiệt hại. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thạch Sơn, trong sáng ngày 6 tháng 10, lực lượng ở địa phương đã kêu gọi người mua, ủng hộ nên các hộ dân bán được gần hết số cá chết có trọng lượng lớn. Địa phương đang khẩn trương hỗ trợ cho các hộ dân, đặc biệt là các hộ neo đơn. Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra và lấy mẫu nước, xác định chính xác nguyên nhân cá chết hàng loạt. Trong phần tiếp theo của Nhịp sống 24 giờ, Bộ Giáo dục và Đào tạo với yêu cầu rà soát kỹ hoạt động ngoài chính khóa. Hiện nay đã xuất hiện rất nhiều tên miền giả danh các ngân hàng, tổ chức tài chính để lừa đảo người dân. Tình trạng trộm cắp thiết bị vận hành lưới điện tại Khánh Hòa đang diễn biến phức tạp, gây ra những hệ lụy khó lường. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay cơ quan này đã quản lý hơn 91,74 triệu người tham gia bảo hiểm, trong đó xác thực đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với tỷ lệ 94%. Bên cạnh đó, toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, người dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã có thể dùng căn cước công dân và ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID. Hiện có khoảng hơn 30 triệu tài khoản sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID. Hơn 4 triệu lượt người dân đã dùng thẻ bảo hiểm y tế số để khám chữa bệnh. Ngành bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với các bộ ngành triển khai đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, trợ cấp mai táng, giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã hoàn thành cung cấp việc đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, qua đó cắt giảm thời gian, chi phí, đơn giản hóa hồ sơ phục vụ người dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo rà soát tất cả mọi hoạt động ngoài giờ chính khóa, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Các chương trình giáo dục ngoài chính khóa nói chung, thời gian qua được đánh giá là đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên, công tác quản lý đối với giáo dục ngoài giờ chính khóa vẫn còn hạn chế. Điều này đã dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt. Bộ yêu cầu các sở báo cáo đầy đủ thông tin về hoạt động như giáo dục kỹ năng sống, liên kết dạy ngoại ngữ, tin học tăng cường trong các trường học, gửi số liệu và đề xuất, kiến nghị về Bộ trước ngày 15 tháng 10. Trong năm học tới, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập theo phương thức thi tuyển. Đây là thông tin từ hướng dẫn mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện công tác thi, tuyển sinh và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023-2024.
Bên cạnh việc duy trì tuyển sinh bằng thi tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng sẽ phối hợp chuẩn bị phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông từ năm học 2025-2026 theo định hướng đánh giá năng lực phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ công tác tổ chức kỳ thi, công cụ xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10, triển khai việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường trung học phổ thông tư thục. Trước hiện tượng quá tải trường lớp ảnh hưởng phần nào đến tỷ lệ cạnh tranh vào lớp 10 công lập, Hà Nội kiến nghị với Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép có cơ chế đặc thù trong tuyển sinh lớp 10, cụ thể là cho phép tăng 10% số lớp của một trường, tăng 10% số học sinh của một lớp đối với bậc trung học phổ thông, từ 45 học sinh một lớp tăng lên thành 50 học sinh một lớp. Các vụ việc lừa đảo trên mạng có xu hướng gia tăng, trong đó hầu hết là website giả mạo các tổ chức tài chính ngân hàng. Dữ liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong nửa đầu năm 2023, cơ quan này đã nhận được hơn 4.000 báo cáo từ người dùng Internet về các hành vi lừa đảo, trong đó hơn 95% là các hành vi lừa đảo nhắm vào lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không truy cập vào bất kỳ đường link website, fanpage, Facebook giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ vay vốn nhanh, thủ tục nhanh. Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân khi chưa xác định chính xác website, ứng dụng và danh tính tư vấn viên. Thời gian gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên tiếp xảy ra tình trạng trộm cắp vật tư, thiết bị đang vận hành trên lưới điện. Tình trạng này không chỉ gây mất an ninh trật tự, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho ngành điện và doanh nghiệp, mà có khả năng xảy ra mất an toàn đối với tính mạng con người và tài sản của người dân. Đây là một trong số nhiều trụ điện thuộc đường dây lưới điện 110 kV thuộc khu vực xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Sáng ngày 2 tháng 10 vừa qua, người dân phát hiện các thang rằng xung quanh trụ đã bị tháo mất gần nửa như thế này. Lo ngại trụ điện sẽ bị đổ ngã nếu xuất hiện dông, gió, nên người dân đã đi trình báo với công an xã Ninh An. Tôi trồng bà ở khu vực này thấy coi như nó khác lẹ cái trụ điện sao mất mấy cái thanh. Thành nay mấy chú tới thì tôi cũng thấy gì, tôi nói cho mấy chú biết ngã đó điều tra, thấy là coi như nói cho thông. Ngay sau khi nhận được tin báo, xí nghiệp lưới điện cao thế đã cử tổ công tác để kiểm tra và phát hiện có khoảng 170 thanh rằng với gần 300 bu lông của 7 trụ điện trên đường dây 110 kV thuộc xã Ninh An và Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa đã bị kẻ gian tháo đi. Trong đó trụ mất ít nhất là 12 thanh và trụ mất nhiều nhất là 30 thanh rằng. Khu vực trụ điện bị mất thanh rằng thuộc đường trục chính cấp điện cho trạm 220 kV Vân Phong đến trạm 110 kV Hyundai Vinasin, trạm 110 kV Ninh Thủy, trạm 110 kV BOT Vân Phong, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Theo đơn vị quản lý lưới điện 110 kV Nha Trang Phú Yên là xí nghiệp lưới điện cao thế thuộc công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa, các thanh rằng bu lông là thiết bị liên kết để giữ vững trụ, nếu bị mất thanh rằng dễ gây ngã đổ trụ và làm mất điện. Trong khi đó, toàn bộ hệ thống lưới điện bị mất cắp thiết bị đều là điện cao thế, phục vụ sản xuất cho các đơn vị công nghiệp quan trọng của tỉnh. Vì vậy, nếu không phát hiện kịp thời, xảy ra mất nhiều hơn, có nguy cơ gây ra tình trạng ngã đổ trụ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, đồng thời nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người dân qua lại và ở gần các khu vực này. Việc này cũng đã xảy ra, trước đây cũng đã nhiều lần. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã xảy ra ít nhất cũng 3 lần trong 3 năm trước gần đây. Lần đầu tiên là ở khu vực ở Nha Trang, cũng đã mất thanh rằng ở khu vực Hà Quang, sau đó là ở khu vực của Ninh Thuận thì chúng tôi cũng bị mất đợt này nữa. Thì qua cái vụ việc này cũng mong qua cái kênh thông tin truyền thông cũng như KTV cũng tuyên truyền cho người dân lần sau cũng là không có tham gia vào phá hoại tài sản của ngành điện cũng như là sử dụng và tiêu thụ cái vật tư thiết bị của ngành điện cũng như là làm sao đã ngăn chặn được các cái hộ kinh doanh cũng như là các cái điểm thu mua không sử dụng những cái vật tư tài sản này để đảm bảo cái lưới điện vận hành an toàn. Từ báo cáo của xí nghiệp lưới điện cao thế, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, khoanh vùng, rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn để điều tra vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ninh Hòa xác định số thanh rằng cột điện bị mất lên đến 276 thanh. Tổng trọng lượng khoảng 5 tấn, nơi đối tượng đánh cắp đem đi tiêu thụ là cơ sở thu mua phế liệu ở xã Ninh Bình thuộc thị xã Ninh Hòa. Hiện cơ quan công an đã ban hành quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng này về hành vi trộm cắp tài sản.
Về phía đơn vị quản lý vận hành lưới điện, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Xí nghiệp Lưới điện Cao Thế đang tập trung nguồn lực để xử lý khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo điều kiện vận hành an toàn của hệ thống lưới điện. Quá trình khắc phục sẽ ưu tiên đối với các vị trí cột bị ảnh hưởng nặng về kết cấu, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 10. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xem xét không thu phí ra vào sân bay Tân Sơn Nhất đối với xe buýt để góp phần tạo chính sách an sinh xã hội, miễn giảm giá vé cho người dân, góp phần thu hút khách đi xe buýt. Hiện nay có 4 tuyến xe buýt kết nối ga quốc tế và ga quốc nội tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 2 tuyến trợ giá và 2 tuyến không trợ giá. Chi phí ra vào sân bay đối với xe buýt có trợ giá là 707.000 đồng trên một xe trên một tháng, tính theo tháng. Còn xe không trợ giá phải trả khoảng 14.000 đồng một lượt, tính theo từng lượt, từng ngày. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP HCM cho biết, nhu cầu đi lại của người dân tại sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn, kiến nghị Sở Giao thông Vận tải TP HCM miễn phí ra vào. Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Condé Nast Traveler vừa vinh danh các hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả toàn cầu bình chọn. Trong đó, đảo Ngọc Phú Quốc của Việt Nam nằm ở vị trí thứ 8 với 88,89 điểm bình chọn từ độc giả. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Phú Quốc được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn trong top những hòn đảo đẹp nhất châu Á. Trước đó, tháng 11 năm 2022, vượt qua 6 hòn đảo nổi danh thế giới, Phú Quốc cũng được World Travel Award vinh danh là hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới. Và nơi này cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách 25 hòn đảo tốt nhất thế giới của tạp chí Travel Plus Leisure. Hà Nội với vai trò đầu tàu kinh tế cũng như là điểm dừng chân ưa thích của du khách, tập trung rất nhiều những khách sạn cao cấp bậc nhất cả nước. Để trở thành điểm lưu trú lý tưởng cũng như được lựa chọn là nơi diễn ra những sự kiện quan trọng, những khách sạn 5 sao luôn luôn cố gắng mang tới dịch vụ tốt nhất và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tới với Pan Pacific Hà Nội những ngày này, bên cạnh không gian lưu trú ẩm thực, du khách còn được đắm chìm trong không gian nghệ thuật, trưng bày những tác phẩm từ cuộc thi vẽ tranh sắc màu nguồn cội của các nghệ sĩ trẻ và các nghệ sĩ khuyết tật. Đây là một trong rất nhiều sự kiện nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội và các giá trị cộng đồng mà khách sạn theo đuổi bên cạnh sự hoàn hảo trong dịch vụ. Tháng 4 năm 2019, Pan Pacific tổ chức triển lãm tranh. Chúng tôi ra mắt tập tranh mang tên Nghệ thuật của chuyến đi. Trong đó chúng tôi trưng bày tác phẩm của hơn 20 nghệ sĩ địa phương, trong đó có những nghệ sĩ trẻ. Sau 4 năm rưỡi, chúng tôi lại có mặt tại đây. Chúng tôi trở lại với cam kết mạnh mẽ hơn nhằm hỗ trợ những tài năng địa phương và thúc đẩy văn hóa địa phương bằng giải thưởng Pan Pacific Award. Chúng tôi gọi chủ đề của cuộc triển lãm này là truyền thống tạo cảm hứng nhằm quảng bá di sản văn hóa đa dạng và phong phú của Việt Nam, cũng như tạo cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam kết nối với gốc rễ và nguồn cội của họ. Đánh dấu mốc son 1/4 thế kỷ đồng hành cùng khách hàng, Pan Pacific Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm với chủ đề Một chiều mùa thu Hà Nội, như một sự nối tiếp cho chủ đề Một chiều Hà Nội của lễ khai trương khách sạn cách đây 25 năm. Giữ vững tôn chỉ, cá nhân hóa từng trải nghiệm tới mỗi khách hàng. Những năm vừa qua và trong thời gian tới, Pan Pacific Hà Nội sẽ nỗ lực mang tới khách hàng những dịch vụ cao cấp, từ cung cấp những trải nghiệm ẩm thực tinh túy Á Đông, phòng tổ chức hội nghị hội thảo với thiết kế sang trọng, cho tới dịch vụ nghỉ dưỡng lưu trú cao cấp với hướng nhìn bao trọn Hồ Trúc Bạch và toàn cảnh thành phố. Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Truyền hình Invest TV và EAX Group đã tổ chức sự kiện ra mắt dự án Meta Estate Quý Triệu Nụ Cười với mục tiêu hướng đến là tạo nụ cười đến hàng triệu người. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo ở bộ ngành, giới nghệ sĩ, doanh nhân và những người hoạt động thường xuyên công tác xã hội. Dự án Meta Estate Quý Triệu Nụ Cười là một quỹ từ thiện độc lập của doanh nghiệp với mục tiêu chia sẻ niềm vui và giúp đỡ cộng đồng. Dự án có sứ mệnh kết nối cộng đồng trong xã hội và thực hiện các kế hoạch phát triển các công tác xã hội và thiện nguyện ý nghĩa, đặc biệt tập trung vào việc hỗ trợ trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người vô gia cư và người khuyết tật. Meta Estate cũng ra đời với mục tiêu làm giảm các gánh nặng của hoạt động kinh doanh, thương mại và đảm bảo sản phẩm chất lượng, giá thành phù hợp cho người tiêu dùng. Meta Estate Quý Triệu Nụ Cười có sự đồng hành của bà Hoàng Thị Hạnh, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cùng tiến sĩ Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, với vai trò là đại sứ của dự án để quản lý và phân bổ nguồn quỹ trong công tác xã hội. Dự án được xây dựng dựa trên 5 nguyên tắc quan trọng: không kêu gọi từ thiện, không phô trương, không trái pháp luật, không vụ lợi và không chào đón người vô tâm. Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương phần lớn tăng mạnh trong phiên ngày 10 tháng 10, khi thị trường phục hồi bất chấp những áp lực từ căng thẳng chính trị tại Trung Đông. Chốt phiên,
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản bật mạnh 2,43%, dẫn đầu mức tăng trong khu vực khi thị trường quay trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,84%. Trong phiên trước, thị trường này đã trải qua một ngày giao dịch rút ngắn chỉ còn 2 giờ do cảnh báo bão. Tại Australia, chỉ số S&P ASX 200 tăng hơn 1%, nối dài mức tăng của phiên đầu tuần và vượt lên trên mốc 7.000 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đảo chiều với mức giảm 0,26%. Thị trường Trung Quốc đại lục cũng nằm trong vùng tiêu cực với chỉ số Shanghai hạ 0,7%. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 7 năm 2023, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,389 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, so với cuối năm 2022, tiền gửi của dân cư đã tăng gần 524.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 8,93%. Còn so với tháng 6, số dư tháng 7 đã vượt kỷ lục của tháng 6 khi tăng thêm 6.707 tỷ đồng. Trong chiều ngược lại, tính đến hết tháng 7 năm 2023, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 5,909 triệu tỷ đồng, giảm gần 44.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Như vậy, lượng tiền gửi của dân cư từng tháng liên tục cao hơn so với tháng trước. Diễn biến này được duy trì trong suốt một năm qua, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động liên tục giảm. Dữ liệu về tiền gửi của người dân đổ vào hệ thống ngân hàng cao kỷ lục cho thấy các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, vàng dường như không còn quá hấp dẫn với các nhà đầu tư. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9, tín dụng đã tăng khoảng 6,9% so với cuối năm ngoái. Để có thể tiếp tục đẩy mạnh nhu cầu vay vốn, nhiều ngân hàng đã đưa ra các chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho sản xuất kinh doanh. Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước, thông qua 4 đợt giảm lãi suất trong năm nay, các ngân hàng thương mại đã cam kết tổng tiền lãi suất được giảm khoảng 22.000 tỷ đồng. Mức lãi giảm cho cả các khoản vay mới và cũ. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, giúp tăng trưởng kinh tế. Nhiều cơ chế chính sách, thủ tục được ban hành để tạo điều kiện thông thoáng hơn, giúp người dân có thể vay và trả nợ một cách tiện lợi. Để đạt được mức tăng trưởng tín dụng, mục tiêu là khoảng 14%, thì từ nay đến cuối năm vẫn còn khoảng 900.000 tỷ đồng cần được cho vay ra. Nhưng để nguồn vốn được khơi thông, bên cạnh việc giảm lãi suất, vẫn cần những giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tìm đầu ra cho doanh nghiệp. Và để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 25 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Chính sách này đã được duy trì nhiều năm kể từ khi đại dịch COVID-19. Số tiền thuê đất được miễn giảm của năm nay dự kiến là 3.500 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng được giảm tiền thuê đất của năm 2023 là tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền hàng năm. So với mọi năm, đối tượng năm nay thu hẹp hơn khi không áp dụng cho trường hợp thuê mặt nước. Tổng cục Thuế cho biết đã ban hành công điện số 08 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện việc giảm tiền thuê đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, email gửi doanh nghiệp, đăng trên trang thông tin của Cục Thuế để người nộp thuế nắm bắt nhanh nhất. Cơ quan thuế cũng sẵn sàng nhận và thẩm định hồ sơ trong 30 ngày để ban hành quyết định giảm cho các đối tượng được giảm. Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 9, 67 nhà cung cấp nước ngoài, trong đó có Meta, Facebook, Google, TikTok, Microsoft, eBay đã đăng ký khai nộp thuế hơn 5.800 tỷ đồng qua Cổng Thông tin Điện tử. Từ tháng 3 năm 2022, Cổng Thông tin Điện tử vận hành đã giúp nhà cung cấp nước ngoài có thể trực tiếp khai nộp thuế trực tuyến. Trong năm ngoái, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp thuế gần 3.500 tỷ đồng, gồm 1.850 tỷ đồng khai nộp trực tiếp qua Cổng Thông tin Điện tử và gần 1.630 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay. Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục rà soát và đôn đốc những nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký thuế và phối hợp với các đơn vị khác nâng cấp Cổng Thông tin Điện tử. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng cho biết, tính đến ngày 18 tháng 9 đã có 350 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin của hơn 191.000 tổ chức, cá nhân, kinh doanh trên sàn với tổng giá trị giao dịch là khoảng 44.500 tỷ đồng. Việc 103 nhà hàng tại Việt Nam được lựa chọn nằm trong danh sách Michelin trao giải hồi tháng 6 vừa qua. Trong đó có 29 cơ sở ăn uống nhận giải thưởng Beef Gourmand, danh sách yêu thích do thẩm định viên đề xuất, bao gồm các món ăn chất lượng với giá cả phải chăng, phần nào giúp thúc đẩy sản phẩm du lịch ẩm thực của Việt Nam trở nên đáng chú ý hơn trong mắt du khách nước ngoài. Theo một số chuyên gia, danh sách này chưa hoàn toàn phản ánh được hết bức tranh phong phú và độc đáo của ngành ẩm thực Việt Nam, nhưng qua đó sẽ góp phần nâng tầm ẩm thực Việt Nam trên bản đồ du lịch ẩm thực thế giới. Nộm đu đủ lim tá là phố cổ, cá bống đục biển cô tô chiên giòn, lẩu cháo cua chim câu. Đây đều là những món ăn gần gũi, mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam.
với tên gọi nghe giản dị và đời thường, nhưng chính sự gần gũi này lại là điểm độc đáo giúp cho nhà hàng này giành được danh hiệu Bếp Gourmand do Michelin trao tặng. Và cũng chính sự gần gũi này là yếu tố thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến với nhà hàng. Tôi đặc biệt yêu các món lẩu ở nhà hàng này. Nó mang đặc trưng hương vị truyền thống Việt Nam, rất ngon. Đồng thời tôi yêu không khí ở đây mang lại, có gì đó rất hoài niệm giữa phố xá hiện đại. Sau sự kiện này thì 1946 có lượng khách hàng gia tăng đáng kể và lượng khách hàng tương tác với fanpage cũng như là gọi đến hotline để tìm hiểu về ẩm thực Việt cũng như là đặt bàn trước rất là nhiều. Có những khách hàng đã đặt bàn trước kể cả vài tháng và chúng tôi xem đây là những tín hiệu rất là tích cực. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một cú hích để cho thương hiệu 1946 phát triển mạnh mẽ và có cơ hội mở rộng kinh doanh hơn trong tương lai. Trong đợt đánh giá hồi tháng 6 vừa qua, có 12 nhà hàng tại Hà Nội được giải Bếp Gourmand. Nhà hàng này là một trong số đó. Theo ghi nhận thực tế tại nhà hàng, sự kiện nhận được giải thưởng của Michelin thực sự là một thành tựu đáng tự hào, giúp cho thương hiệu được biết đến nhiều hơn, qua đó giành được nhiều sự quan tâm của khách hàng trong nước và quốc tế. Thì chúng tôi coi đây là thành quả của sự nỗ lực tâm huyết. Chúng tôi ý thức rằng đây là một trong những trọng trách rất là lớn của thương hiệu với sứ mệnh tôn vinh ẩm thực Việt. 1946 sẽ luôn nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để trở thành điểm đến du lịch ẩm thực truyền thống số 1 tại Hà Nội. Và để làm được điều đó thì 1946 sẽ luôn đầu tư chú trọng vào nghiên cứu sáng tạo, đồng thời lồng ghép hài hòa giữa ẩm thực truyền thống với các ý tưởng đương đại, kết hợp với các xu hướng mới mang tính toàn cầu để khách hàng nội địa và khách hàng quốc tế luôn luôn có những trải nghiệm thú vị, độc đáo. Sự kiện nhiều nhà hàng, cơ sở ẩm thực của Việt Nam đạt được những giải thưởng của Michelin trong thời gian vừa qua không chỉ là tiền đề để nâng tầm thương hiệu cho văn hóa ẩm thực Việt Nam hướng tới quốc tế, mà còn mang đến tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, giúp tăng cường sự nhận diện cho du khách quốc tế về ẩm thực Việt và góp phần thúc đẩy du lịch ẩm thực. Du lịch là một cái ngành kinh tế, chúng tôi gọi là thượng tầng và sử dụng tất cả những giá trị khác của trong nền kinh tế Việt Nam, trong đó có cả văn hóa để trở thành cái sản phẩm của mình. Việc mà văn hóa ẩm thực chúng ta đưa lên cũng sẽ giúp góp phần cho du lịch có thể thu hút và kéo khách du lịch đến Việt Nam, góp phần cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Philip Kohler là một nhà kinh tế và về marketing rất là đã khuyên chúng ta Việt Nam phải trở thành bếp ăn của thế giới. Và chúng tôi tin chắc rằng với việc trở thành bếp ăn của thế giới, du lịch Việt Nam cũng sẽ thu hút được khách đến Việt Nam đông hơn và cạnh tranh tốt hơn trên thị trường du lịch quốc tế hiện nay. Theo các chuyên gia, vai trò của ngành ẩm thực trong phát triển du lịch của Việt Nam là rất quan trọng bởi nó là một trong những yếu tố tạo thành nét văn hóa riêng, đặc sắc của mỗi quốc gia. Từ đó tạo nên sức hấp dẫn, níu chân du khách ở lại dài ngày, kích thích chi tiêu và đóng góp vào nguồn thu cho ngành kinh tế dịch vụ.